thông tin gia hạn điều tra vụ án công ty cây xanh Công Minh được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý 3 năm 2024, chiều ngày 4 tháng 10. Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, đã thông tin về quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh, gọi tắt là cây xanh Công Minh. Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gia hạn điều tra lần 1. Đến nay, cơ quan chức năng xác định vụ án cây xanh Công Minh đã thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia đấu thầu. Từ giai đoạn xây dựng mức đầu tư dự án, bằng cách nâng giá trị vật tư, vật liệu. Hiện Bộ Công an đã yêu cầu các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp cung cấp các tài liệu để làm rõ hành vi, trách nhiệm các đối tượng liên quan. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra vẫn chưa ra quyết định khởi tố bị can đối với cá nhân nào. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Kết quả điều tra bước đầu xác định, cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, cây xanh Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của doanh nghiệp tham gia đấu thầu và được trúng thầu. Qua rà soát, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương với tổng giá trị khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.